Xin chào các bạn. Tôi sẽ bổ sung thêm một cái bài tập liên quan đến về sự chuyển động của các cái đối tượng trên trang. Các bạn sẽ thấy đầu tiên tôi sẽ demo cái này ha. Đây là cái trang sau khi chúng ta làm và nó hoàn thiện các bạn ha. Bây giờ giả sử chúng ta scroll chuột ha, thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái sự chuyển động trên trang của chúng ta đây. Ví dụ cái này đó, các bạn sẽ thấy nó chạy lên đúng không nào, gọi là nó slide đó các bạn, nó chạy lên, nó trượt lên ha. Hoặc là chúng ta có thể bấm trên này, nó cũng sẽ đi xuống scroll đó. Đó các bạn có thấy ha, thì những hiệu ứng này sẽ làm cho cái trang web của chúng ta nó gọi là gì các bạn, nó có sự chuyển động mà nó bớt đơn điệu, cũng giống như là nó đẹp hơn ha. Chọn giá đó các bạn có thấy ha, nó có những animation chuyển động đó. Thì chúng ta nhìn như vậy, cái trang web chúng ta thêm phần sinh động và nó có phần chuyên nghiệp, giống như là nó đẹp hơn ha. Thì để làm sao mà chúng ta làm được cái điều này, làm sao chúng ta đạt được cái animation này, thì trước khi mà tôi hướng dẫn cho các bạn thì tôi lấy một cái kiến thức trên W3C để nói cho các bạn về cái sự chuyển động này ha. Thì trong cái sự chuyển động, chúng ta sẽ có sự kết hợp vừa những cái gì các bạn, vừa kết hợp giữa những cái CSS, và thực chất ở đây là chúng ta phải xài CSS3. Thì trong khóa học này tôi không có thời gian để tôi trình bày các bạn về CSS3. Tuy nhiên một số những cái liên quan đến animation tôi sẽ trình bày tại đây để cho các bạn dễ thấy luôn ha, để cho các bạn thấy. Chúng ta phải kết hợp CSS và chúng ta cũng đồng thời kết hợp với lại JavaScript các bạn ha, JavaScript. Thì các bạn nhìn kỹ lại cái bài này. Nhìn kỹ lại ha, khi tôi run nè, các bạn sẽ thấy nè. Thì thực chất ở chỗ này là các bạn vừa thấy nó mới chạy lên ha. Và cái không gian của nó, thực chất ở đây nó vẫn có cái không gian các bạn ha. Vẫn có không gian của nó. Nhưng mà nó sẽ gì các bạn, đây các bạn nhìn thấy ở dưới này, mặc dù chúng ta vẫn có không gian, tuy nhiên nó ẩn đi và chúng ta phải roll thì nó mới xuất hiện lên. Thì các bạn nhìn đầu tiên thì các bạn sẽ thấy tất cả các lớp tôi có nói các bạn trong cái bài tập, trong cái đồ án của chúng ta đều gắn cái class là slide anim cho những chỗ mà chúng ta muốn có sự chuyển động. Bất kỳ chỗ nào các bạn, những cái box nào, những cái thẻ div nào các bạn muốn chuyển động, các bạn có thể cho phần này chuyển động cũng được ha. Thì chúng ta gắn slide anim. Và các bạn có một cái thuộc tính là visibility ha, bằng hidden ha. Các bạn cần phân biệt giữa cái thuộc tính là visibility và cái thuộc tính display ha. Hai cái thuộc tính này, cái visibility bằng hidden có nghĩa là gì? Nó ẩn đi nhưng vẫn chiếm không gian, nó vẫn chiếm không gian. Còn cái display bằng none thì có nghĩa là gì các bạn, display có nghĩa là nó ẩn đi nhưng mà nó không chiếm luôn cái không gian đó, không chiếm không gian. Cho nên các bạn cần phải phân biệt giữa hai cái khái niệm này ha, hai cái thuộc tính này trong CSS. Một cái là visibility là hidden, có nghĩa là ẩn đi nhưng có vẫn chứa cái không gian đó, cái không gian dành cho nó vẫn chứa. Còn display bằng none thì là gì các bạn, ẩn đi nhưng không gian cũng bị mất đi luôn, đó là display. Thì ban đầu animation của chúng ta là anh cũng chiếm không gian nhưng anh tạm thời ẩn đi mà thôi ha. Anh tạm thời ẩn đi, được chưa nào? Rồi, anh tạm thời ẩn đi. Xong rồi, khi mà chúng ta roll lên ha, thì nó chúng ta có một hiệu ứng slide ở đây. Và chúng ta định nghĩa những cái chuyển động từ cái vị trí, nghĩa là chúng ta sẽ chuyển động qua những cái keyframe. Bởi vì các bạn sẽ thấy là gì, khi chúng ta chuyển động, có nghĩa là chuyển động qua từ cái vị trí này đến vị trí khác ha, từ vị trí này qua vị trí khác. Thì trong cái lúc nó chuyển động như vậy, nó có sự thay đổi CSS. Hay những cái chuyển động người ta gọi là những cái keyframe các bạn ha, keyframe có nghĩa là nó chuyển động qua từng cái frame ha, chuyển động qua từng cái frame hay là keyframe từ đầu cho gì các bạn, từ ban đầu cho đến cái thằng kết thúc ha, từ ban đầu đến kết thúc. Thì cái này lát tôi sẽ trình bày kỹ cho các bạn trong cái W3C tôi hướng dẫn ở chỗ này ha. Trong cái bài này là các bạn cứ chấp nhận là gì, là chúng ta ban đầu là chúng ta ẩn nó đi, sau đó chúng ta cho nó xuất hiện ha, cho nó xuất hiện. Thì chúng ta định nghĩa một cái lớp là slide và cái animation name của chúng ta, đây thực chất là CSS3 nó đã cung cấp cho chúng ta ha. Chúng ta có một cái animation name, chúng ta định nghĩa là slide, định nghĩa tên nó là slide ha, định nghĩa là slide. Còn những cái các bạn liên quan, các bạn thấy nè, ở trên này tôi animation name là slide, dưới này tôi có gì các bạn, webkit name cũng slide luôn ha, webkit name slide. Rồi webkit name cũng slide. Animation duration là 1 giây. Và tiếp theo tôi có cũng WebKit animation duration là 1 giây ha, 1 giây. Và cái visibility của chúng ta là hiển thị ha. Ban đầu là chúng ta ẩn đi và khi nó chuyển động hoàn thành xong
trong vòng 1 giây, animation duration trong vòng 1 giây thì nó hiển thị lên. Thì ở chỗ này nó có khái niệm là WebKit. WebKit là gì? Lát tôi cũng sẽ trình bày cho các bạn kiểu WebKit này nó là cái gì. Được chưa nào? Rồi còn keyframe tôi cũng sẽ trình bày sau, Và trong bài này chúng ta thực hiện cái keyframe là chuyển động ban đầu, nó là nó bị opacity, là nó ẩn, là vì các bạn nó bị mất màu, có nghĩa là nó trong suốt hoàn toàn. Sau đó là gì các bạn, sau đó nó sẽ hiển thị dần lên và nó sẽ chuyển thì các bạn từ cái 70% cho đến gọi là gì các bạn 0% là cái opacity nó sẽ tăng dần lên, và các bạn cũng tương tự thấy ha, cái thằng WebKit slide, thằng này là keyframe này các bạn, slide, và chúng ta cũng có cái WebKit keyframe slide. Thì thực chất hai cái này là hoàn toàn các bạn thấy giống nhau, nhưng mà nó có thêm nó khác nhau, chỉ là WebKit phía trước thì WebKit tại vì lát tôi sẽ nói cho các bạn ha. Thì khi mà chúng ta đã có được những cái slide này rồi, chúng ta buộc phải kết hợp một cái file, một cái phần JavaScript thì nó mới chạy được. Đây JavaScript để chúng ta bắt cái sự kiện drone đó các bạn, thì chúng ta ở đây chúng ta xài jQuery, và các bạn thấy nè, để xài jQuery thì chúng ta cũng phải có DOM ready function để đảm bảo là tất cả các thẻ chúng ta đã được load, đã được hiển thị trên trang, chúng ta mới xài ready ha, chúng ta mới thực hiện những cái lệnh tiếp theo. Và ở đây chúng ta có một cái sự kiện là window.scroll bằng một cái function. Thì đây là một cái sự kiện jQuery để nó bắt cái gì các bạn, là nó bắt cái trình duyệt của chúng ta, window có roll hay không. Các anh chúng ta roll, xuống và chúng ta gọi là gì, tất cả những cái thẻ có cái class name là slide anim, là tôi đã định nghĩa chỗ này cho các bạn trong cái bài đồ án của chúng ta, chúng ta đã có slide này rồi ha. Thì chúng ta muốn là gì, gắn cái sự kiện cho nó. Các bạn có cái function là is, có nghĩa là chúng ta lập vòng lập, chúng ta xài cái vòng lập đó các bạn, có nghĩa là lập gì trên những cái thằng có cái thẻ div có cái gì các bạn, cái class tên là slide anim is, có nghĩa là mỗi thằng như vậy tôi khai báo tôi thực hiện những cái sau đây. Bởi vì chúng ta có rất là nhiều cái thẻ có cái last name này, cho nên chúng ta muốn áp dụng là trên từng cái thẻ đó, khi mà nó gì các bạn, nó scroll, thì chúng ta thực hiện những công việc sau đây. Công việc thứ nhất là lấy vị trí của gì các bạn, của cái thằng, của cái gì các bạn, cái top này các bạn, offset, chúng ta lấy được cái vị trí của cái trình duyệt của chúng ta, lấy được cái vị trí của trình duyệt của chúng ta, sau đó chúng ta lấy là gì, chúng ta xem là cái cửa sổ của chúng ta nè, nó roll đến bao nhiêu, nó roll có nghĩa là nó roll stop đó các bạn, nghĩa là nó, đây các bạn, khi roll này chúng ta thấy nè, chúng ta roll có kích thước nè, thì đầu tiên chúng ta lấy cái position là cái ban đầu, rồi sau đó chúng ta thì các bạn, chúng ta tính từ cái ban đầu này xuống đến này, thì cái độ cao này người ta gọi là wing top đó các bạn, có nghĩa là chúng ta roll cách top bao nhiêu, được chưa nào? Đây là wing top đó các bạn, là nó so sánh từ vị trí hiện tại này nè, vị trí này nè so với top là bao nhiêu, chúng ta lấy wing top ha. Nếu như mà các bạn sẽ thấy là gì, cái offset này nè, cái position này nè, nó bé hơn cái wing top cộng với một cái khoảng cách, giả sử ta đặt là 600, các bạn cũng có thể đặt cái khoảng cách 800 hay là 1000, thì cái khoảng cách này nó phụ thuộc vào cái thẻ div. Đây, phụ thuộc cái khoảng cách này các bạn, phụ thuộc vào cái khoảng cách của một cái vùng div ha. Thì ở đây nó đặt là 600, thì tùy theo cái vùng div mà các bạn sẽ xác định được cái độ cao của chúng ta cần. Nếu như mà cái vị trí này bé hơn cái gì các bạn, cái wing top của chúng ta cộng với cái độ cao, một cái khoảng độ cao là 600, thì chúng ta có một cái gọi là add cái class đó các bạn. Add class chúng ta đã học rồi. Chúng ta thêm cho nó một cái class là slide vào trong những thẻ div có cái class là slide anim này. Chúng ta thêm cái class vào cho nó, có nghĩa là chúng ta muốn add cái hiệu ứng vào cho cái thằng này. Nếu như kích thước của nó, nếu như cái vị trí của nó nhỏ hơn cái vị trí wing top của chúng ta cộng với lại 600, khi chúng ta roll ha, thì cái class slide này, các bạn đã định nghĩa ở trên này rồi ha. Slide đây, chúng ta đã định nghĩa là slide, cái slide của chúng ta ha. Và cái slide này nó chuyển động ra sao, chúng ta định nghĩa dưới này từng keyframe của cái slide ha. Cái tên này chúng ta đặt ha, slide, dưới này chúng ta có slide, chúng ta đặt cái keyframe. Ban đầu là tôi cho là opacity bằng 0 và transform bằng 70%, sau đó tôi tăng dần lên opacity, nó sẽ từ 0 đến 100 nó sẽ tăng dần opacity lên và nó hiển thị lên đó các bạn, và translate lúc đó bằng 0, có nghĩa là vị trí gì các bạn, translate y này các bạn, có nghĩa là chúng ta đang muốn dịch chuyển cái thằng y, transform là dịch chuyển này các bạn, dịch chuyển cái thằng y là từ 70% gì các bạn và 0%, có nghĩa là chúng ta nó dịch chuyển là từ từ dưới lên trên đó các bạn, từ từ
từ dưới lên trên, à, từ dưới lên trên là 70%, và sau đó là dưới các bạn, và nó từ dưới là 70% này các bạn, không nè, à, không không là từ dưới là 70% chúng ta chuyển động lên là không, được chưa nào? Là nó chuyển động transform là chuyển động cái chiều y, chuyển là chuyển dịch theo chiều chiều y, được chưa nào? Rồi thì chúng ta đã làm xong cái này, bây giờ tôi sẽ giải thích những cái khái niệm cho các bạn thấy. Thứ nhất là cái chữ web kit, và cái thứ hai là những cái liên quan đến keyframe, à, cho các bạn thấy. Đây, trong này chúng ta định nghĩa keyframe CSS3 thì những cái nguyên tắc của nó xảy ra sao. Định nghĩa nè, keyframe là những cái cú pháp, những cái nguyên tắc để chúng ta làm biến cái à, những cái thẻ của chúng ta có khả năng animation hay là chuyển động, ha, animation hay chuyển động. Thì trong suốt cái quá trình mà chuyển động này các bạn, là chúng ta có thể làm những cái CSS nó thay đổi, à, những cái thay đổi nhiều lần, và cái cách nó thay đổi thì nó xảy ra là theo cái khái niệm là phần trăm, hoặc là chúng ta có thể xài là from, là từ đâu đi đến đâu. Tuy nhiên ở đây người ta khuyến cáo là chúng ta xài là gì các bạn, phần trăm, à, phần trăm thì từ đâu đến đâu, hay là từ 0% đến 100% là hoàn thành chuyển động, 0% là bắt đầu chuyển động, cho đến 100% là hoàn thành chuyển động. Thì ở giữa từ 0 đến 100 chúng ta có thể định nghĩa nhiều cái CSS các bạn nhìn ở dưới đây. Và các bạn cũng chú ý những trình duyệt có cái version như thế này thì nó mới support cái keyframe này, còn những trình duyệt thấp hơn, ví dụ IE 9 hay là những thấp hơn những cái này, nó sẽ không support các bạn ha. Và cái cú pháp các bạn đã thấy nè, chúng ta có amount keyframe, chúng ta có animation name, chúng ta đặt cái tên cho nó, và trong này chúng ta có những cái key name selector, có nghĩa là chúng ta định nghĩa những cái CSS cho từng cái frame của chúng ta, từng cái frame. Ở đây các bạn sẽ thấy animation name là chúng ta buộc phải có cái tên, định nghĩa cho nó một cái tên để chuyển động. Cái key name selector cũng bắt buộc là chúng ta cái phần trăm từ 0 đến 100%, à, 0 đến 100%. Và CSS style là những cái chúng ta định nghĩa style cho từng cái keyframe khi nó chuyển động từ đầu đến cuối. Các bạn nhìn thấy đây. Và ngay tại đây tôi cũng giải thích cho các bạn chữ WebKit. À, WebKit. WebKit có nghĩa là chúng ta muốn khai báo cho những cái trình duyệt, ví dụ là Chrome, Safari hay là Opera, thì những thằng này nó xài chữ là WebKit. À, còn tất cả những cái thằng khác là nó theo cái cú pháp chuẩn là keyframe và sau đó tên của animation. Còn thằng này nó buộc phải có là để nó chạy được luôn trên trình duyệt Chrome, Safari hay Opera thì là gì, nó xài là gạch WebKit, rồi nó gạch thì sau đó mới đến keyframe MyMu, và tất cả cái này các bạn thấy nó hoàn toàn giống giống nhau, hoàn toàn giống nhau, được chưa nào? Thì khi mà tôi test những cái trình duyệt hiện đại thì cái chữ WebKit này cũng có thể bỏ qua, tuy nhiên những trình duyệt thấp hơn thì các bạn buộc phải có nó vào thì nó mới chạy được các bạn ha, nó mới có chạy được. Và ở đây nó các bạn sẽ thấy là chúng ta định nghĩa từ 0 đến 100% và nó chia thành nhiều nhiều chặng, ví dụ 0% tôi muốn top là 0, 25% tôi muốn top là 200, nó sẽ chuyển động đến 250 thì chuyển động đến 175 là nó chuyển động đến 200 và top như vậy. À, 100% thì top là 0. Này các bạn nhìn thấy nó chuyển động nè, từ trên xuống dưới. Đó, nó chuyển động đó các bạn. À, nó chuyển động từ trên xuống dưới. Ha, cứ như vậy nó chuyển động từ trên xuống dưới. Được chưa nào? Đó là nó xài các bạn ha, nó xài top từ 0 đến 75, 25 thì nó chạy như vậy cho các bạn. Nó chạy như vậy. Đó nó chạy. Được chưa nào? Nó chạy. Đó là animation. À, một cái ví dụ thứ nhất cho các bạn thấy. Bây giờ chúng ta đọc cái ví dụ thứ hai. À, tôi muốn apply cho Chrome thì chúng ta xài WebKit. Chúng ta đặt cái tên là MyMove. Và ở đây chúng ta định nghĩa hai hai phần thôi, là 0% và 100%. Là ban đầu tôi muốn top 0, background red và width bằng 100 pixel. Ở phần cuối tôi muốn là gì các bạn? À, top tôi muốn 200, background tôi muốn yellow và width là 300. Và chúng ta cũng định nghĩa cho standard. À, chúng ta remove WebKit đi và chúng ta copy, chúng ta dán xuống, không gì thay đổi. Các bạn nhìn đây. Đó, nó chạy, nó biến, tự động nó biến các bạn ha. Nó tự động nó biến nè, à, tự động nó biến nè, MyMove. Thì các bạn nhìn thấy nè, đây là hai cái mà chúng ta định nghĩa nè, keyframe. Và cái keyframe MyMove này chúng ta phải xác định là WebKit Animation, chúng ta phải khai báo cái animation thì nó mới chạy được các bạn ha. Chúng ta có khai báo đây, chúng ta cũng có thằng WebKit giống như trong cái ví dụ của trong cái đồ án chúng ta này, WebKit, còn dưới này không có WebKit. Và chúng ta cũng muốn animation, nè, chúng ta đặt cái tên cho nó, MyMove, dưới này chúng ta khai báo MyMove là gì? Ở trên này là cái tên MyMove, tôi muốn chuyển động là cái dạng chuyển động là MyMove trong vòng 5 giây và lặp vô tận. Cái này chúng ta lặp vô tận, infinite là lặp vô tận, à, lặp vô tận. Thì các bạn có thấy này, đó nó lặp vô tận, nó chuyển động từ trên, à, từ keyframe là gì, chuyển động từ 0% là trên này xuống dưới này, à, xuống dưới này trong vòng là 5 giây. À, các bạn cấu hình này, ví dụ tôi đẩy trong vòng là 10 giây chẳng hạn, run nó sẽ chạy chậm hơn. Đó, các bạn nhìn thấy nó chậm hơn. À, hoặc là tôi muốn là nó 20 giây này, các bạn sẽ thấy nó chậm hơn nè. Đó, nó chạy chậm 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 20 giây đó các bạn. Nè, à, ta có nghĩa là nó muốn một cái sự chuyển động
Dạng chuyển động là my move đã định nghĩa dưới này, và trong vòng 20 giây lặp vô tận. Lặp vô tận. Chữ WebKit đại diện cho cái gì? Cho cả những trình duyệt Chrome, Safari, Opera nó chạy được. Còn animation là đại diện cho tất cả những trình duyệt còn lại. Tên chuyển động chúng ta định nghĩa này, thời gian chuyển động và chuyển động không không giới hạn, nghĩa là infinite là lặp lại vô tận. Rồi đó là chúng ta đi tiếp cái thằng này. Chuyển động mainframe trong nhiều cái series các bạn sẽ thấy này, 0 hay 5 chúng ta có thể định nghĩa mọi cái ha. Rồi, và các bạn nhớ cũng có my move nè. Cũng có thời gian để nó chuyển động và lặp vô tận. Ở dưới này cũng tương tự vậy. Và tất cả này các bạn sẽ thấy nè. Chúng ta định nghĩa này thì nó chạy vô tận như vậy. Từ đó thì các bạn đã biết được cái cách xài. Đúng không nào? Chúng ta đã biết được cái cách xài. Thì tôi nhắc lại là các bạn xài cái WebKit này để chúng ta bảo đảm những trình duyệt liên quan đến Chrome, Safari, Opera chạy được. Rồi còn cái keyframe là để đại diện cho những cái lần lượt, những cái frame chúng ta muốn thực hiện CSS tại đâu thì chúng ta định nghĩa cái frame này cho một cái animation. Animation chúng ta khai báo ở đây. Đây, ví dụ my move thì dưới này là cũng my move, hai cái này phải giống nhau. My move, được chưa nào? Và các bạn thấy là chúng ta phải định nghĩa animation. Animation cho tôi dạng là my move, ở dạng my move. My move ra sao thì nó khai báo như này. Và nó chạy trong thời gian bao lâu chúng ta khai báo ở đây. Và có hay không, ví dụ các bạn bỏ chữ infinite này thì nó không có lặp lại, nó chạy đúng lần xong nó dừng lại đó, nó dừng lại các bạn ha, nó dừng lại, chúng ta không có infinite thì nó dừng lại. Còn khi mà chúng ta có infinite vào thì nó lặp vô tận ha, cứ nó lặp đúng một vòng lặp của nó về đây và nó quay tiếp, nó là infinite, là lặp vô tận, chuyển động vô tận. Cho nên các bạn có từ animation, được chưa nào? Đó thì cái đồ án của chúng ta nó đơn giản hơn, đúng không nào các bạn? Thì các bạn cứ như vậy các bạn áp dụng cho cái đồ án của mình. Đây ha, đồ án của mình chúng ta chỉ cần animation. Đó, animation là dạng là slide, là chuyển động, chúng ta đặt cái tên đó. Cái slide các bạn có thể đặt khác cũng được các bạn ha. Đó, nó chuyển động. Chuyển động đó, nó chuyển động. Chuyển động. Chuyển động, được chưa nào? Đây, các bạn nhìn lại ha, nó dễ hơn rồi. Ban đầu chúng ta ấn nó đi. Khi scroll là chúng ta viết script để chúng ta viết bắt cái sự kiện scroll. Và khi nó roll thì tôi gọi một cái tên animation name là slide. Slide ở đâu? Ở đây, slide đây. WebKit cho Chrome, Safari, Opera là slide. Thời gian chuyển động animation duration là 1 giây. Chúng ta cho thời gian là 1 giây, được chưa nào? Và cái slide này các bạn có thể đặt cái gì cũng được ha. Slide này các bạn đặt ABC cũng được nữa, ABC. Dưới này chúng ta viết là cái này nó ABC. Đó, các bạn ha, và chúng ta viết là ABC. Không sao. Chúng ta viết ABC. Được chưa nào? Chúng ta test lại ABC. Rồi có thể nó bị nhầm ABC của chúng ta, keyframe slide animation name. Rồi ABC đúng không nào? Một cái slide tên cái của nó là ABC, keyframe của chúng ta ABC. Rồi ABC, có một cái ABC WebKit keyframe đây. Có thể nó dính cái sự đẹp của chúng ta đúng không nào? Ủa sao nó hết chạy rồi? Chúng ta đặt cái slide, cái name slide, tên animation. Chúng ta khỏi cần cái name, thử coi animation ha. Animation a đây các bạn. Các bạn nhìn thấy chỗ này chúng ta chưa đổi này các bạn. Name đây. Này là các bạn ABC ha, WebKit nó phải hiểu. Bởi vì nó đang chạy trên Chrome mà đúng không nè. Đó các bạn ha, nó chạy cho các bạn này, bấm nó chạy. Đó nó chạy. Nó chạy. Đó các bạn thấy là gì? Chúng ta trong WebKit có nghĩa là rằng thằng Chrome này các bạn, chúng ta không đổi tên của nó thì nó không hiểu, đúng không nào? Như vậy chúng ta đã hoàn thành được cái đồ án của chúng ta, có những animation, có animation cho các bạn, được chưa nào? Rồi, cảm ơn các bạn ha.